Và các bạn copy hết cái phần này nha, copy hết phần này và dán vào đây, Ctrl V vào và các bạn dán vào. Sau khi các bạn dán vào xong thì các bạn ấn Enter nha, là lập tức tất cả bạn bè bên này nó sẽ được cái bạn đây nha mọi người. Hi, xin chào tất cả mọi người quay kênh YouTube của mình nha. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người, mình sẽ chia sẻ cho mọi người hai cái code để mọi người có thể auto Facebook của mình nha. Thì cũng như tiêu đề mình đã viết thì vào video mình sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn. Đặc biệt bên mình sẽ không quảng cáo nhiều và vào chủ đề chính cho mọi người luôn nha. Thì những ai thấy video này hay thì hãy để lại một like, một subscribe cho mình nha. Rồi mình sẽ nói chi tiết hơn về hai cái code này nha. Thì trước đây khoảng 5-6 tháng trước thì mình cũng có làm một video tương tự. Thì hiện tại cái video nó đã fit rồi. Thì ở đây cái code này mình đã sửa lại hoàn toàn. Thì hai cái code này, cái code đầu tiên thì các bạn thấy cái dòng đầu tiên đây. Nó có cái chữ thay bạn bè ở đây. Thì cái code này nó có giúp mọi người auto kết bạn tự động tất cả các bài viết nào liên quan đến mặt hàng của mình, hoặc tất cả những cái lời nào mà các bạn muốn. Mình sẽ nói sơ qua như vậy thôi, tí vào video mình sẽ làm chi tiết cho mọi người xem. Rồi có cái code tiếp theo ở đây. Cái code tiếp theo ở đây là hủy. Hủy ở đây là gì? Thì hủy ở đây là khi các bạn đã auto kết bạn nhiều người quá, khi nó đạt đến cái ngưỡng 1.000 người thì lập tức cái Facebook của bạn không hủy bớt đi mà các bạn vẫn auto thêm, hoặc các bạn vẫn kết bạn thêm, thì nó sẽ hiện sự spam và sẽ khiến mọi người bị chết bot hoặc là bị các lỗi khác nha. Và mọi người sẽ không còn làm kết bạn được nữa và mọi người sẽ mất đề xuất. Thì chính vì vậy cái code này, cái người sáng lập ra thì họ sẽ sáng lập ra cái code thứ hai này để có thể gọi là tránh được sự spam và có thể gỡ được. Thì vô video mình sẽ làm chi tiết cho mọi người xem. Thì ở đây mình sẽ nói sơ qua thôi nha. Thì ok, thì khi mọi người vô Facebook của mình và ở cái code đầu tiên, mình sẽ hướng dẫn cái code đầu tiên là cái code thêm bạn bè nha. Facebook giúp mình về thì ở cái giao diện Facebook này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Giả sử ở đây mọi người tìm một cái bài viết nào đó bất kỳ của một ai đó, hoặc là cái bài viết đó liên quan đến mặt hàng của mình, hoặc là liên quan đến chủ đề mà mình cần kết bạn những người đó, thì mình sẽ tìm một cái bài viết bất kỳ nha. Đây mình sẽ tìm một cái bài viết bất kỳ, ví dụ một cái bài viết có nhiều số lượng like là mình muốn kết bạn nha. Đó, thì sau khi mà mình tìm được bài viết này thì mình ấn được số lượng like của họ và mình sẽ chuyển cái giao diện Facebook thành mở Facebook nha. Thì khi mình chuyển nó sẽ mất cái bài viết này thì mình sẽ vô cho cá nhân này. Đó, mình sẽ vô cho cá nhân này. Mình chuyển giao diện thành mở Facebook nha mọi người. Sau khi mọi người chuyển giao diện thành mở Facebook và mọi người kéo xuống cái bài viết và mọi người muốn kết bạn tất cả, thì ở đây mình làm demo, mình sẽ kết bạn đại thôi nha mọi người. Mình sẽ kết bạn đại một bài viết nào mà nhiều like để mình dễ tiếp cận. Đó, thì ở cái phần mềm ở cái đoạn code Cogen thêm bạn này, thì các bạn làm như thế nào để các bạn có thể gắn vô nha. Thì ở đây khi giao diện của các bạn như thế này, các bạn có thể ấn chuột phải kiểm tra nha, hoặc các bạn có thể ấn F12 thì nó sẽ ra cho các bạn một cái giao diện như thế này. Rồi các bạn nhìn bên phải này và các bạn chọn vào phần console nha. Rồi xong, sau khi chọn vào phần console thì các bạn qua phần code, qua phần code thêm bạn và các bạn copy hết cái phần này nha, copy hết phần này và dán vào đây, Ctrl V vào và các bạn dán vào. Sau khi các bạn dán vào xong thì các bạn ấn Enter nha, là lập tức tất cả bạn bè bên này nó sẽ được cái bạn đây nha mọi người. Đó, rồi ok, khá là ok nha. Đó, sẽ không có một lỗi gì phèm rồi nha. Thì mọi người chỉ cần làm một lần thôi nha, một lần mọi người auto có thể được 50-70, và một ngày mình khuyên mọi người có thể làm 3-4 lần. Đó, rồi xong mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chống sự spam bằng cái code thứ hai nha. Đó, thì cái code này đơn giản như thế thôi. Rồi xong. Mình sẽ về lại Facebook. Thì tất cả hai code này mình sẽ để dưới mô tả miễn phí cho mọi người để mọi người có thể dễ dùng nha. Tiếp theo mình copy code số 2. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái code số 2 nha. Thì cái code số 2 ở đây thì mọi người cũng vô giao diện Facebook bình thường thôi. Và mọi người vào phần bạn bè. Mọi người vào phần bạn bè ở giao diện Facebook bình thường và mọi người vào phần gửi lời kết bạn nha. Ở phần này mọi người chuyển quay giao diện mở Facebook cho mình, thì mọi người làm tới cái đoạn này thì mọi người mới chuyển nha. Quay giao diện mở Facebook luôn nha. Thì mọi người chuyển qua giao diện mở Facebook thì mọi người mới dán cái mã code vào được nha mọi người. Sau khi chuyển qua giao diện mở Facebook thì mọi người nhìn bên phải mình đây, có một cái mũi tên gạt xuống, có một cái dấu gạt ngang gạt xuống đây, thì mình ấn vào đó nha. Ấn vào đó thì nó sẽ hiện ra cái dòng là xem lời mời đã gửi và các bạn ấn vô. Thì ở đây tất cả những cái lời mời mà mình đã gửi đi thì khá là nhiều. Khi mà mình để nó lâu quá, đạt ngưỡng đến 1.000 người thì các bạn Facebook của các bạn sẽ bị spam ngay lập tức nha. Rồi ở đây mình muốn hủy nó như thế nào? Thì mọi người cũng làm y chang như cái code đầu tiên và mọi người ấn kiểm tra.
chuột phải kiểm tre, hoặc mọi người có thể ấn F12, nó đang cái giao diện này, và mọi người chọn vào phần console. Sau khi vào đây thì mọi người sao chép cái mã code thứ hai mà mọi người copy vô nha. Sao chép mã code thứ hai mọi người copy vô, và sau khi sao chép vô xong thì mọi người ấn enter nha. Ngay lập tức tất cả những người mà mình vừa gửi lời kết bạn sẽ bị hủy hết nha, nó sẽ hủy một phần khoảng 50 đến 70% trước. Cái code này thì họ đã viết sẵn cho mình rồi, thì hai code này chỉ đơn giản như thế thôi nha mọi người, và nó rất là hữu ích cho các bạn có thể là dùng Facebook kết bạn khách hàng tiềm năng, hoặc là khi khách hàng của mình cũ rồi, về khi cái lượng mà kết bạn của mình cũ rồi thì các bạn có thể xóa bớt bạn bè, lọc bạn bè đi và add như thế này nha. Đó thì hai code này mình sẽ để dưới mô tả cho mọi người. Thì video của mình hôm nay chỉ thế thôi. Thì mọi người thấy hay thì hãy like và subscribe cho mình nha. Thì bye, xin chào tất cả mọi người nha. Bye.